Bộ dưỡng ẩm, phục hồi và chống lão hóa da SUXLEYANTIOXIDANT CHIO xét xuất xứ, Hàn Quốc. Quy cách xét gồm một nước hoa hồng 120ml cộng một tinh chất 30ml cộng một kem 50ml. Thông tin sản phẩm bộ dưỡng ẩm, phục hồi và chống lão hóa da Huxley Antioxidant CHIO xét chiết xuất từ thành phần xương rồng Sahara, được chứng nhận an toàn và lành tính với mọi loại da. Giúp cấp ẩm và đẩy lùi lão hóa hiệu quả từ sâu bên trong, bộ sản phẩm bao gồm một chai nước hoa hồng Huxley Toner Extract ít 120ml, một chai tinh dầu Oil Essence, Essence Light Oiline 30ml, một hũ kem Huxley Cream Anti-Gravity 50ml, một nước hoa hồng Huxley Toner Extract ít 120ml. Ưu điểm của sản phẩm, nhẹ nhàng lấy đi tế bào chết và bụi bẩn, dầu thừa trên da, xe khít lỗ chân lông, giữ ẩm bề mặt da, cải thiện làn da xỉn màu, kích hoạt và thúc đẩy tái tạo tế bào da, ngăn hình thành nếp nhăn, giúp làn da mềm mại và mượt mà hơn, toner thẩm thấu nhanh, không gây cảm giác nhờn rít, khó chịu và không gây kích ứng, với thành phần an toàn, lành tính, phù hợp với cả những làn da nhạy cảm nhất. Hướng dẫn sử dụng và bảo quản sau khi rửa mặt sạch. Lấy lượng vừa đủ sản phẩm, lau nhẹ nhàng trên da mặt theo hướng từ trong ra ngoài, bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng mặt trời, công dụng nổi bật tái sinh, phục hồi làn da bị hư tổn, tăng tính đàn hồi của da, xe nhỏ lỗ chân lông, cải thiện sắc tố da, dưỡng da mịn màng, trắng sáng và căng bóng.